xin viết những vần thơ về người thương binh phương Nam, xin hát khúc ngợi ca về người đồng đội năm nào. Từ khi quê hương chinh chiến, anh lên đường theo tiếng núi sông, liều thân ra nơi quan tai, lấy màu đào tô thắm xứ xanh. Từ thân chinh nhân hoan phê, các anh người chiến sĩ vô danh trở về. Một ngày như mọi ngày, nhưng có một ngày có lẽ được mong đợi vì đông đầy niềm vui cũng như bận rộn tại cộng đồng Oslo, Na Uy. Ngày quy tụ những tấm lòng đau đáu với quê hương và dân tộc, những trái tim đầy ấp tình đồng hương và tình người, nhất là lòng tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa, qua chương trình Đại Nhạc Hội được mang tên Vàng Thu Áo Lính, Cảm Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, bắt đầu vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại hội trường Homeland School Nordøstveien số 3-1261 Oslo, Na Uy. Ban tổ chức gồm có một cánh dù cô đơn, người lính dù mũ đỏ Việt Nam Cộng Hòa tên Dũng họ Trần, anh chị Nam Phước và Thân Hữu. Một chương trình ca nhạc đặc sắc với sự góp mặt của ban nhạc hiền năng đến từ Đức Quốc và nhiều tiếng hát thân quen trong cộng đồng Oslo. Thành phần tham dự gồm nhiều đại diện hội đoàn và quan khách, TNT Việt Media từ Đan Mạch cùng góp phần văn nghệ cũng như tiếp tay nhà bếp tích cực từ hội phụ nữ. Sân khấu được trang trí long trọng và lộng lẫy dưới ánh đèn màu, làm tăng vẻ oai phong hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa sừng sững trên sân khấu. Bắt đầu chương trình với nghi thức chào cờ và mặc niệm theo nghi thức quân đội do anh Trần Văn Dũng. Cho lý tưởng tự do, phút mặc niệm để nhớ các tị nạn Việt Nam, tị nạn thiên nhân đã chết ngoài biển cả và trên đường vượt biên tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Cho biết hoàn toàn cảnh cổ đông anh em thương binh nơi qua nhà.
Nhưng những con người đã một thời trai trẻ, một thời của những chàng trai thanh niên hào hùng chiến đấu trong thời tao loạn bảo vệ tự do, tự chủ cho miền Nam. Đã 41 năm bàn bạc trôi qua, họ vẫn tồn tại, họ vẫn sống với thân thể, thân phận đầy đất, ẩn hiu, đen tối như những bóng ma bên đời. Không những vậy, họ còn phải đánh chịu những đối xử thù hận, phân biệt của nhà cầm quyền hiện động. Chúng ta nơi đây, những người được sự may mắn chắc chắn không bao giờ mơ ước cho mình một miếng ăn ngon. Nay kính quý anh chị một lần nữa tạo sự ước mơ đó thành thực cho những người anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa bên nhà. Chúng tôi trong 3 năm trước còn các thế hệ trẻ tận sâu và vùng cổ bận chung vai sát cánh trong suốt 9 tháng chuẩn bị đêm nhạc thương binh vàng tu táo lính. Chúng tôi mơ ước rằng sự giúp đỡ cũng như vật chất của những các đồng hương, các cơ sở thương mại với tình thương này và tặng quý vị sẽ đến tận tay anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi tin chắc rằng không một sự cảm động nào đã có thể so sánh với các hình ảnh thương phía bên ngồi lối vào hội trường. Nhân dịp này, ban tổ chức chúng tôi thay mặt các anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa gửi lời trân trọng cảm ơn quý anh chị tham dự trong đêm nhạc thương binh hôm nay, cũng như nhắn lời cảm ơn anh chị đã từng cứu anh em thương binh trong suốt 11 năm liên tục. Đồng hương xin kính quý anh chị lòng giúp đỡ của mình thân ái. Tôi đại diện tổ chức giúp cho thương binh anh Dũng từ Baragan lên đây, mình cố gắng giúp. Nếu có gì sơ sót thì xin đồng hương các anh chị em các chú các bác bỏ qua. Xin chào quý nhà. Qua 2 tuần lễ vừa rồi tại Baragan, chúng tôi nhận nhiều thư email cũng như các thư riêng trong Facebook, và chương trình thương binh đấy vẫn tiếp tục hàng năm với những truyền thống văn hóa của Việt Nam, nhất là những người chiến sĩ quân đội Việt Nam Hòa. Đã đáp lại sự yêu cầu một số đông đồng hương trên diễn đàn thương binh tại Nam Uy, xin họ duy trì văn hóa thuần túy với dân người lính quân đội Việt Nam Hòa đã đáp nghĩa ân tình anh em thương binh hàng năm phải có nơi thành phố Oslo này được trở về. Ban tổ chức chúng tôi chọn năm tới là ngày 31 tháng 9 với chủ đề những ngày xưa thân ái. Chiến tranh mới thấm thía chất tình, trong đạn bom không quản ngại hy sinh, trước sống chết vẫn trọn tình đất nước. Câu hỏi được đặt ra, từ thiện có 37 loại từ thiện, tại sao lại phải ủng hộ thương phế binh? Câu trả lời rằng
ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ lấy nguồn. Các anh, các chú đã hy sinh tuổi thanh xuân để bảo toàn lãnh thổ, đã hy sinh một phần thân thể nơi chiến trường vì bom đạn hiểm nguy. Giờ đây các anh còn kẹt lại nơi quê nhà, không được sự giúp đỡ của xã hội, phải sống vất vưởng bên lề xã hội. Rất nhiều tấm lòng hảo tâm, ẩn danh, tự chuyển tiền vào ngân quỹ, không cần nêu danh tánh. Số tiền cứ tăng dần theo thời gian, đến gần hết chương trình tạm kết thúc được 112.000 tiền Na Uy. Anh nghĩ sao về chương trình ngày hôm nay à? Dạ rất là hay, và tôi có thể nói là cái bữa nay tôi rất là xúc động, là mình thấy được là cái tấm lòng của người Việt quốc gia nó còn rất là mạnh, mặc dù là sau rất là nhiều năm mà là mình gần như là cái phe thua cuộc, bị bỏ quên, thế giới hầu như là quên lãng tất cả những cái thảm cảnh mà những sự hy sinh anh dũng của người miền Nam Việt Nam, mà không phải người miền Nam Việt Nam không, thật sự ra là người Việt Nam yêu tự do. Dạ, vâng, thưa anh có cảm nghĩ gì về chương trình ngày hôm nay ạ? Thì thật sự là hết sức là xúc động. Trước tiên là bỗng nhiên nhìn là được lá cờ, cờ vàng, màu sọc đỏ mà bao nhiêu hôm qua rồi thì hầu như không còn thấy lại nữa được nữa. Cái điều thứ hai là được nghe lại những bài hát, cũng rất xúc động khi nghe là bài hát như người là Charlie, tức là năm 72, mùa hè đỏ lửa, biết bao nhiêu người đã chết, và ông đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 đã hy sinh chết tại nơi đó. Kế tiếp là chị hát cái bài anh không chết đâu em, tức là ca tụng ông đại quý Đương, người đại quý quân bị chết. Thật sự thì ngày đó tôi đã rất rất thích cái bài đó. Bây giờ xa vắng bao nhiêu năm, hôm nay được nhìn, được nghe lại bài mà ca tụng những người lính đã từng ngã xuống và giữ cho những người ở thành phố có một cuộc sống an bình, thật sự là rất là xúc động. Tôi cũng hy vọng là sẽ được có dịp tham dự những cái cuộc tổ chức giúp đỡ cho những người coi như là những người thua cuộc, còn ở lại Việt Nam có một cuộc sống khá hơn. Tại vì những người thua cuộc thì chắc chắn là không có được chính quyền lo lắng. Đại khái như thương phía bên của Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn là không có được chính quyền này giúp đỡ cái gì rồi. Dạ vâng thưa anh, thì theo như được biết á, thì mình làm từ thiện nó có 3-7 loại từ thiện, và từ thiện để mà lấy danh, từ thiện để mà vụ lợi, mà tại sao các anh lại ủng hộ về gọi là ủng hộ cho thương phế binh? Thương phế binh á, là những cái người anh hùng, những cái người đã hy sinh vì tổ quốc. Thật sự ra là cái cuộc chiến Nam Bắc vừa rồi đó không phải là cuộc chiến mà là giữa người miền Nam và người miền Bắc, nhưng mà đó là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc chiến để tranh đấu cho cái tự do dân chủ. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa nó lại càng được chứng minh rõ ràng hơn nữa, mặc dù mình là người thua cuộc. Thành ra đó là những cái người mà coi như là đổ xương máu thật sự, những cái người anh em, những cái người mà cha chú của chúng tôi, thì là những cái tổ chức mà lớn hay là đình rang thì tôi ngại lắm, tôi không có tham dự. Nhưng mà những cái tổ chức nhỏ mà nó có một tấm lòng, mà nó có cái thật sự để giúp đỡ thì chúng tôi là ủng hộ. Mà rồi đó, ngày hôm nay đó, cái mà tôi rất là xúc động là khi thấy có thế hệ sau, có những anh em trẻ đã đến tham dự, thì đây là coi như là một cái dịp để cái thế hệ sau còn thấy được cái sự thật, coi như là cái sự đau khổ của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là coi như chỉ có những cái sự việc ngày hôm nay, mà là coi như cái chiến tranh để giành độc lập tự do cho Việt Nam nó bị chìm vô quên lãng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và qua cái sự bày tỏ tấm lòng của anh thì chắc hai anh đã ở trong quân đội ngày trước. Tôi thì cũng có tham dự, cũng có dính líu tới quân đội, nhưng mà trong một thời gian ngắn. Tôi chưa có tham dự chiến trường, tôi đang học trong quân trường. Thì cho tới ngày 30 tháng 4 75 thì tôi phải lột bỏ, coi như là cảnh phục. Hồi đó tôi học ở trường CV sĩ quan cảnh sát ở Thủ Đức.
thì cái ngày hôm đó đó, trên con đường mà chạy về nhà đó, thì cảnh tượng hết sức là đau thương á, mà bây giờ tôi còn nhớ lại đó, là tôi đi trên không và tôi nhìn thấy những chiếc xe, những cái giường của trong nhà thương á, người ta đẩy ra ngoài đường á, trên đó là những người thương phê bình bị đuổi ra khỏi khỏi những nhà thương hay là cái gì đó, tôi chạy trên đường tôi nhìn thấy những cảnh đó, thì quả thật là nhìn thấy cảnh đó cho tới bây giờ khi làm một cái đi tham dự chương trình thương binh, tôi mới sực nhớ lại là những người đó là rõ ràng những người bị bỏ rơi. Và hồi nãy chị có hỏi anh bạn là cảm nghĩ về những người thương binh, thì thực sự những người thương binh là những người đáng phục, vì những người đã hy sinh bỏ cái phần thân thể của họ lại cho cuộc chiến Nam và Bắc, và bây giờ họ tất cả những người đều chịu thiệt hại từ ngày 30 tháng 4 năm nay. Tôi thì tôi chưa, thật sự ra là tôi lúc đó là chưa đủ tuổi đi lính, mà tôi vẫn rất là mong và tôi vẫn nhìn thấy cái bộ quân phục anh hùng. Và tôi thật sự ra tới ngày hôm nay, thật sự ra tôi vẫn còn tiếc là tôi chưa được mang cái bộ quân phục đó và để rằng đóng góp vào cái cuộc chiến để tranh đấu cho dân tộc. Cái đó là cái mà tôi vẫn còn hối tiếc ngày hôm nay. Thank you.
vừa một họa sĩ, vừa là chủ tịch Hội Phụ Nữ Na Uy. Vâng, của Việt Nam. À, Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Na Uy. Vâng, và quý vị thấy chiếc áo dài rất là đặc biệt. Trước mặt quý vị đây, phía trên là cờ Na Uy và phía dưới là cờ Việt Nam. Một đoàn hạt bay quanh. Và thưa chị xin chị cho biết ý nghĩa và tại sao chị vẽ như thế này ạ? Tôi vẽ cái này là trong cái ý nghĩa đó là cái lá cờ của Việt Nam mình, Việt Nam Cộng Hòa của mình đó nha. Và cái thứ hai nữa đó là cái cờ Na Uy này là cái cờ mà người ta cho chúng tôi dung thân, và chúng tôi và chúng rất tốt với chúng tôi, lo lắng tất cả khi mà chúng tôi rời bỏ cái đội cộng sản. Và có nhiều người nói ai dính líu tới cờ vàng ba sọc đỏ thì họ sợ sẽ bị như thế nào đó khi họ về Việt Nam, thì chị có sợ không? Nói chuyện với em là tụi chị chả bao giờ sợ. Tại vì Việt Nam thì bây giờ nó rất cần đô la, mà nó còn đô la thì là chúng ta còn về được. À, mà cũng không sao, nếu mà nó không muốn cho mình về thì mình đi chỗ khác, có sao đâu. Vâng ạ. À, thế thì chị xin chị nói qua về sinh hoạt của Hội Phụ Nữ. Cái sinh hoạt của Hội Phụ Nữ là như thế này, chị em chúng tôi là giữ gìn văn hóa Việt và phong tục Việt, rồi chúng tôi sinh hoạt để hỗ trợ cho hội người Việt tị nạn tại Na Uy, kể cả là chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ về tiền bạc để giữ lại cái hội người Việt. Như chị là người sáng lập thì cái nhân duyên nào để chị sáng lập ra Hội Người Việt, và cái mục đích và hướng đi như thế nào? Cái nguyên nhân là sau 30 năm ở đây thì tôi thấy là phụ nữ ở đây là càng ngày trẻ như chúng tôi, tuổi càng ngày càng lớn, và các con thì nó đủ lông đủ cánh, nó ra nó dọn ra hết rồi, nó ở riêng. Thì phải nói rằng cái sứ mệnh này là rất là buồn, thành ra chị em chúng tôi là hòm nhau lại và đợt đầu tiên chúng tôi mời là có 35 chị em cô, và bây giờ thì hội chúng tôi đã được tính hơn một người. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và tại sao chị chọn những khách hàng ở trên tà áo là Việt Nam? Thì ngoài cái lá cờ của hai nước, đây là quê cha, còn đây là đất nước. Thì chúng tôi muốn cánh nặng để hiểu cho người phụ nữ Việt Nam. Và rồi có chúng thầy thì hoa thì cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúc chị một chương trình rất là Hãy subscribe.
trên đầu anh, người anh hùng tiên vương. Tôi vẫn mấy đêm quên một bóng hình mù xa trên đồi máu, nghe trong tim kêu gào và tiếng súng cao đêm màu, và tiếng súng hay nhạc chiều hồn. Qua những ngày vất vả lo toan cho chương trình, để các anh các chú có được miếng cơm manh áo và chút an ủi trong tuổi xế chiều, trong lòng mọi người cảm thấy vui lây, vui vì làm được gì đó cho đời và cho người. Khi chia tay, luôn nhớ nhau trong tâm khảm và luôn siết chặt tay nhau tiếp tục chương trình cho năm sau. Ý đã hẹn và ngày đã chọn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Cùng xin hẹn gặp lại trong chương trình kế tiếp. Vương Nhi, GNT Việt Media, tường trình từ Oslo, Na Uy.